Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về dự án Aerob đồng coin SIM ở trên sàn Binance. Đây là một thông tin rất là đáng mừng khi hiện tại sàn Binance đã cho phép chúng ta có thể rút SIM ra khỏi sàn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách rút đồng SIM này sang sàn KuCoin để chúng ta có thể quy đổi sang được USDT và bán ra Việt Nam đồng nha các bạn. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đầu tiên thì các bạn đăng ký một tài khoản sàn KuCoin và các bạn nhấn vào phần Asset. Các bạn nhấn vào Main Account. Sau đây các bạn tìm kiếm ký hiệu của đồng token SIM này. Các bạn nhấn vào phần Deposit cho mình. Ở đây thì các bạn nhấn Continue. Ở đây thì nó sẽ xuất hiện địa chỉ ví đồng coin SIM và memo của nó. Thì các bạn copy cả hai cái này để có thể rút tiền ở trên sàn Binance sang nhé. Đấy, các bạn truy cập vào tài khoản của bạn ở trên sàn Binance và các bạn nhấn vào rút tiền đồng coin SIM. Các bạn điền địa chỉ ví của đồng coin SIM ở trên sàn KuCoin để các bạn có thể rút về sàn KuCoin nhé. Và các bạn điền memo đầy đủ cho mình. Chính xác nha, nếu như sai thì chúng ta sẽ không nhận được tiền. Sau đấy các bạn nhấn tối đa số lượng SIM mà các bạn có thể rút. Và các bạn có thể thấy là phí rút chỉ là 0.1 SIM thôi nhá, rất là rẻ này. Các bạn nhấn gửi đi. Và các bạn sẽ nhấn vào phần nhập mã điện thoại và nhập mã email để sau đấy các bạn nhấn gửi nha. Sau khi các bạn nhấn gửi thành công thì chúng ta sẽ nhận được cái thông báo đã gửi yêu cầu rút tiền và các bạn sẽ phải chờ khoảng tầm từ 3 đến 5 phút thì sàn Binance sẽ cho phép chúng ta rút tiền thành công và sàn KuCoin sẽ có thể nhận được đồng SIM này nhá. Ok, sau khi các bạn rút tiền thành công khoảng tầm 30 phút thì đồng SIM sẽ được trả về trên sàn KuCoin cho các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể kiểm tra số dư này. Đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách bán cái đồng SIM này sang USDT nhé. Bạn nhấn vào phần Trade. Các bạn tìm cái đồng đây. Các bạn chọn tìm đồng SIM này. Hiện tại giá của nó đang khá là giảm rồi. Đây mình chọn giá này. Sau đây mình sẽ bán toàn bộ số lượng token nhá. Trước hết thì các bạn sẽ phải chuyển. Đây. Các bạn transfer đồng SIM này sang tài khoản trading nhá. Sau đây các bạn vào phần trade. Bạn chọn cặp giao dịch SIM và USD. Sau đây các bạn chọn mức giá này. Các bạn bán toàn bộ số lượng. Đây mình nhận được 387 USDT. Mình nhấn sell này. Ok. Thì các bạn có thể thấy này. Lệnh bán của bạn sẽ nằm ở đây. Hiện tại thì giá đồng SIM đang giảm khá là sâu. Mình sẽ end và mình sẽ chọn cái lệnh này. Mình sẽ chọn lệnh thấp một chút để các bạn có thể bán nhé. Mình chọn 100% này và nhấn sell SIM. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ chờ bán cái đồng SIM này và chúng ta sẽ nhận được đồng USDT từ cái SIM nhé. Đây, các bạn có thể thấy là số dư của bạn này, USDT. Đấy, các bạn có thể rút USDT về sàn Remitoro để có thể quy đổi sang được Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ.
Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.